Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là một tập mới của chương trình Bài học tâm huyết. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Và trong cái video bữa nay, tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái chủ đề rất chi là thú vị, bởi vì rất nhiều người hỏi tôi cái câu này, đại khái như là: em đã cố gắng rất nhiều, nhưng làm ơn, có ai đó hãy cho em biết khi nào em thành công hay không? Làm sao chúng ta có thể biết chính xác cái thời điểm mà mình sắp sửa hay là chuẩn bị thành công? Liệu có cái cảm giác đó hay không, để mình có cảm hứng, để mình còn có cái động lực để mà cố gắng chứ? Tại vì có rất nhiều người trong chúng ta cố gắng ngày đêm nhưng mãi mà không thành công. Vậy thì thành công nó có dấu hiệu nào hay không? Làm sao chúng ta biết được chính xác khi nào chúng ta thành công, hay ít nhất khi nào chúng ta đang đứng ở cái ngưỡng của thành công? Chỉ cần cố gắng thêm một miếng nữa thôi thì thành công sẽ tới, làm sao biết đây? Một câu hỏi rất là khó nhưng có câu trả lời các bạn ơi. Và bữa nay tôi sẽ móc hết kinh nghiệm, trải nghiệm, sự quan sát, sự học hỏi của mình, sự suy niệm của mình để cho các bạn một câu trả lời. Và tôi khẳng định chúng ta hoàn toàn có thể biết được khi nào chúng ta sẽ thành công, hay nói chính xác hơn khi nào chúng ta sắp sửa thành công. Chúng ta biết đó, giờ vô ha. Rồi, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video bữa nay. Làm như thế nào để chúng ta biết là mình sắp thành công? Và có một cái điều đặc biệt của cái bài này, đó là tôi sẽ gửi đến các bạn cái câu trả lời thông qua những câu chuyện. Tại vì ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy là những câu chuyện nó sẽ rất là dễ ngấm, rất là dễ để chúng ta nhớ. Và đặc biệt nếu câu chuyện đó đến từ những cái người mà chúng ta rất ngưỡng mộ và đã có thành quả trong thực tế rồi, thì nó còn quá tốt, quá hay nữa. Vì nó sẽ ghim vô đầu mình thêm một cái cấp độ nữa. Thành ra cái tập bữa nay, tất cả chúng ta cứ hoan hỷ uống trà, ăn miếng bánh, ngồi từ từ, tôi sẽ mang đến cho các bạn thật nhiều những câu chuyện cực kỳ thú vị. Và điểm chung của tất cả những câu chuyện đó, đó là nó sẽ cho bạn câu trả lời khi nào bạn biết chắc chắn mình sắp thành công. Thế thì đây là câu chuyện đầu tiên, câu chuyện của một người huyền thoại quyền Anh tên là Muhammad Ali. Thực sự nếu mà ai thích những cái bộ môn về đánh đấm, không nhất thiết phải là thích boxing, không nhất thiết phải là thích quyền Anh đâu, bạn yêu thích võ thuật nói chung á, thì cỡ nào bạn cũng biết về Muhammad Ali. Đây là một huyền thoại trong làng quyền Anh. Và thậm chí nếu mà không muốn nói dữ dằn hơn thì Muhammad Ali chính là người vĩ đại nhất của cái bộ môn này. Thế thì trong một lần mà tôi xem trên YouTube đó các bạn, khi mà YouTube mới ra cái tính năng là YouTube Short đó, thì có một cái nút rất là lạ ở trên màn hình, thì tôi mới bấm vào tôi xem thử các bạn. Thì rất là thú vị. Một trong những video đầu tiên tôi được xem là video về huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali. Và cái video đó, khi mà tôi xem xong á, trong vô thức, trong đầu của tôi á, tự nhiên tôi bắt bản thân mình á, phải tắt hết tất cả những cái app trên điện thoại, tắt hết mọi thiết bị điện tử luôn á, và ngồi và suy ngẫm về câu chuyện này. Vì thực sự nó đánh động vào tâm trí của mình, phải gọi là khủng khiếp luôn á. Từ một cái clip YouTube Short, mà đúng là cái cơ duyên các bạn. Tôi thì không bao giờ tôi xem những cái clip ngắn trên YouTube, trên Facebook thì tôi chả bao giờ tôi xem. Tôi không có chơi TikTok luôn. Và ở trên YouTube bây giờ tôi vẫn không xem những cái video clip ngắn. Chẳng qua cái lúc mà tôi xem á, là vì trên cái app đó tự nhiên có một cái nút Short, tôi tò mò tôi xem thôi, chứ chẳng bao giờ tôi xem cả. Vậy mà nó lại đem lại cho tôi một cái bài học cực lớn về một trong những người vĩ đại nhất trong thế giới thể thao. Thế thì trong cái clip ngắn mà tôi xem đó, có một người bạn của Muhammad Ali á, sau này ông kể lại một câu chuyện về huyền thoại này. Ông bạn đó ông kể là hồi đó có một lần ông tới cái phòng tập của huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali. Và tới cái phòng tập đó thì thấy Ali đang tập một cái bài gọi là sit up. Sit up là cái bài mà nằm ngửa rồi bắt đầu ngồi dậy đó. Bạn nào mà dân thể hình, dân gym thì thấy là cũng biết cái bài này à. Thấy Ali đang tập cái bài sit up thì ông bạn này mới tới hỏi Ali là: ê Ali, một ngày ông tập cái bài sit up này mấy lần vậy? Hỏi cậu bâng quơ vậy thôi các bạn. Hỏi cậu bâng quơ vậy thôi à. Thế thì Ali mới trả lời là: tôi chả đếm nữa, nhưng mà tôi sẽ tập tới khi nào đau thì thôi. Trời ơi là trời. Các bạn thấy câu chuyện đơn giản vậy thôi á, mà tôi phải tắt hết mọi thứ để tôi ngồi tôi suy nghĩ. Vì nó đánh động một cái gì đó trong người tôi các bạn. Và tôi nghĩ đây là cái dấu hiệu tuyệt vời để biết ai đó sắp thành công hay chưa. Ai mà có cái này, một là sắp thành công, hai là đã thành công. Muhammad Ali không trả lời được là một ngày ổng tập bao nhiêu cái, nhưng ổng tập tới cái ngưỡng của ổng, ổng tập tới đâu thì thôi. Vậy thì đó là một trong những cái yếu tố cực kỳ tuyệt vời mà một người thành công phải sở hữu. Đó là gì? Bạn biết chắc là bạn đã làm rất nhiều. Bạn làm nhiều tới mức có thể bạn không đếm được luôn á.
bạn làm hàng ngày, bạn làm liên tục, bạn chịu rất nhiều đau đớn với nó. Nhưng mà hỏi bạn chính xác, tôi có biết gì đâu tôi đếm, tại vì tôi làm nhiều quá rồi tôi đếm không được. Đấy, nếu bạn có những đặc điểm đó, tin tôi đi, bạn đã rất gần với thành công rồi, dù bạn làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa. Tại vì lúc đó, cái kỹ nghệ, cái kỹ năng, cái thành thạo của bạn là quá tuyệt vời rồi. Nhưng bạn vẫn tiếp tục nâng ngưỡng lên, bạn vẫn làm hàng ngày, bất chấp là sung sướng, bất chấp là đau đớn, bất chấp là nhàm chán, bạn quan tâm, bạn vẫn làm, vẫn làm, vẫn làm, bạn làm quá nhiều luôn, thì đó là một dấu hiệu tuyệt vời. Tin tôi đi, ai mà có cái đó là sắp thành công chắc chắn luôn. Tôi đã gặp rất nhiều người, tuy là không phải là những người làm trong lĩnh vực thể thao, nhưng họ làm trong lĩnh vực kinh doanh, và họ đi theo con đường y chang như vậy. Nếu bạn hỏi một người là anh có bao nhiêu ý tưởng để phát triển cái công ty này rồi, thì họ sẽ trả lời là trời ơi, tôi suy nghĩ quá trời ý tưởng. Mà không chỉ suy nghĩ ra thôi nha, tôi suy nghĩ một cái ý tưởng nào đó, tôi thiện thực nó, tôi làm nó, rồi tôi thất bại, rồi tôi suy nghĩ ý tưởng khác, tôi làm nó, tôi lại thất bại, hoài 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 như đó, rồi một ngày nào đó tôi mới thành công. Thành ra nếu mà hỏi một người, họ sẽ trả lời tôi chả nhớ là tôi đã làm ra bao nhiêu ý tưởng cả, nhưng mà nhiều lắm á, không đếm. Nhưng mà hàng ngày, ngày nào cũng nhức đầu, ngày nào cũng căng thẳng, cũng stress, ngày nào cũng phải vắt óc để làm, và thế là có thành công thôi. Cái sức chịu đựng của họ phi thường. Vậy thì họ cũng giống y như là Muhammad Ali vậy đó, chẳng có đếm một ngày tập bao nhiêu bài sit up đâu, chỉ biết là làm rất nhiều, đau đấy, nhức vô cùng hàng ngày luôn á, và biết chắc là ngày mai sẽ vẫn làm tiếp, tháng sau sẽ vẫn làm tiếp. Vậy thì yên tâm đi, cái người đó sớm muộn cũng thành công mà. Đôi khi tôi không muốn thậm sưng, nhưng mà trong cái nghề gì cũng vậy các bạn. Để mà trỗi lên và không bị nhấn chìm giữa biển người bao la, không bị rớt vào cái vòng tầm thường hóa đó, thì ai cũng phải là một chiến binh cả. Thành công khó lắm, phải có một cái sức phi thường như vậy. Và khi mà bạn đã sở hữu cái sức phi thường như thế, bạn chẳng cần quan tâm tới thành công nữa, vì thành công sẽ chọn bạn. Câu chuyện đơn giản là thế. Thành ra cái câu chuyện đầu tiên tôi xin phép được dừng lại và tôi chốt cho các bạn một chút xíu ha. Từ bây giờ có thể các bạn chẳng cần quan tâm khi nào các bạn chạm tới thành công. Các bạn chỉ cần suy nghĩ bạn đã có cái điều này hay chưa. Đó là cái việc bạn làm một cái thứ bạn muốn hàng ngày, làm nhiều tới mức bạn chẳng còn đếm được nữa. Chỉ biết là mình đã chịu rất nhiều khốn khổ với nó, rất nhiều cơn đau với nó. Chỉ biết là ngày mai mình sẽ làm tiếp, thậm chí làm hơn nữa. Tháng sau mình sẽ làm tiếp, mình sẽ duy trì nó, mình sẽ càng ngày càng phát triển nó liên tục. Chứ không phải là làm bữa được bữa cái, chứ không phải là làm ít mà than làm nhiều, chứ không phải là chơi không, làm biến như quỷ mà lúc nào cũng chứng minh cho cả thế giới biết là tôi siêng. Không phải, chỉ cần bạn có một cái tinh thần liên tục, thì trong người của bạn đã có một cái hạt giống rất quan trọng của sự thành công rồi đó, tin tôi đi. Bây giờ mình qua tới cái câu chuyện thứ hai ha. Rồi, hello các bạn, đây là cái câu chuyện thứ hai. Và cái câu chuyện thứ hai này về cái việc khi nào mình biết là mình sắp thành công á, là cái câu chuyện của một trong những huyền thoại đầu tư mà nếu các bạn nghe tôi nhiều, các bạn biết là tôi rất thích ông này. Ha, đó là ông Warren Buffett, gọi là Warren Buffett, đúng không? Một trong những người đầu tư theo cái trường phái là chơi đường dài mà tôi cực kỳ nể luôn. Thực sự trong cuộc sống này ai mà chơi đường dài là tôi nể hết. Tại vì họ có cái sự cam kết không chỉ là bằng ngày, bằng tháng mà nhiều khi bằng năm nữa. Và những cái thành công của họ các bạn để ý mà xem, to lớn hơn những cái người mà chơi ngắn, chơi chụp giật rất nhiều. Đó là lý do mà tôi nể mấy ông này. Cái sự kiên nhẫn của mấy ông là tuyệt vời. Thành công thì quá to lớn, khỏi cần nói rồi, đúng không? Thế thì Warren Buffett có một cái câu chuyện cũng nhắc nhở chúng ta về cái công thức thành công mà tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng nên biết. Chúng ta đôi khi chú tâm tới số tài sản của Warren Buffett có nhiều quá, đúng không? Mà nhiều khi chúng ta không quan tâm tới cái việc ở đằng sau cái khối tài sản đó, cái gì tạo ra. Cái bài học quan trọng hơn, cái gì tạo ra cái khối tài sản đó thì nhiều khi chúng ta lại không biết. Thì đó là cái điều đáng tiếc. Thế thì để tôi kể cho các bạn nghe cái câu chuyện thú vị này ha. Trong một lần, có một cái ông tác giả tên là Adam Smith, ông đi tới gặp Warren Buffett và ông hỏi ông một câu là: Warren Buffett, ông có cái bí quyết nào để mà đầu tư thành công hay không? Ông giàu quá, bí quyết của ông đầu tư thành công là gì? Thế thì Warren Buffett ông nói là: tôi có cái lời khuyên, đặc biệt là khuyên mấy cha nội mà đầu tư chưa có kinh nghiệm, đó là hãy cứ làm đúng theo những gì mà tôi làm khi mà tôi mới bắt đầu vào nghề cách đây mấy chục năm, cứ làm y như tôi đi. Đó là gì? Hãy tìm hiểu mọi công ty ở Mỹ có phát hành chứng khoán. Ha, cứ tìm hiểu mọi công ty đi. Và qua thời gian, cái việc bạn bỏ công sức ra để tìm hiểu, nó sẽ tích lũy kiến thức, nó sẽ lượng hóa kiến thức và giúp bạn có những cái kinh nghiệm tuyệt vời trong cái việc thẩm định các công ty và khi đó tìm ra được những cái mã cổ phiếu ngon lành để chơi. À, vậy thì cái ý của Warren Buffett là sao?
tóm lại ở Mỹ có cái công ty nào thì cứ thẩm định hết đi, rồi sẽ biết. Trả lời cũng như không trả lời. Ông Adam Smith, ông thấy câu trả lời sao quỳ vốn quá. Ông mới hỏi tiếp, ủa, nhưng mà ông ơi, hiện tại ở Mỹ có tới 27.000 công ty bán cổ phiếu ra công chúng lận đó. Cái thời điểm cái cuộc trò chuyện này diễn ra đó, là tại Mỹ có 27.000 công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng. Thì ý ông tác giả nói là trời ơi, 27.000 công ty thì coi xong hết cha nội. Thế thì Warren Buffett, ông mới hài hước ông trả lời như vậy. Vậy thì bắt đầu từ những cái công ty bằng chữ A đi. Bắt đầu tìm hiểu xem sổ sách báo cáo tài chính, thẩm định những công ty bắt đầu bằng chữ A đi. Các bạn nghe cái câu chuyện này bạn có cảm giác gì không? Hóa ra một cái cỗ máy thành công vĩ đại như Warren Buffett lại là một cái cỗ máy chạy bằng cơm, chứ không phải là một cái cỗ máy thần kỳ nào cả. Tóm lại, tri thức có, kinh nghiệm có, nhưng vẫn phải bỏ thời gian ra xem xét từng công ty, xem xét hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, xem xét tới cái mức mà nếu hỏi, ê ông có nhớ là ông xem xét bao nhiêu công ty rồi không? Thì có thể cái người đó họ sẽ bảo là, ui sao tôi nhớ được, trời nhiều lắm tôi không nhớ được. Nhưng mà hỏi tiếp, à nhưng mà công ty ABC này anh biết không? Thì có thể người đó sẽ nói là, à tôi biết à, tôi biết công ty ABC này, nhìn vậy thôi chứ tài sản không có nhiều đâu, nó kê khống lên đó, ví dụ vậy, à, đừng mua cổ phiếu công ty ABC. Nếu mà hỏi, thì công ty XYZ thì sao? Thì có thể người đó sẽ trả lời, à XYZ tôi coi rồi, tôi biết. XYZ có cái lượng tài sản tồn kho rất là ngon, mà cái lượng tài sản tồn kho này rất có thể tăng giá trong tương lai đó. Mua nó là ngon đấy, ví dụ vậy. Cái câu chuyện đó nó lại hơi giống giống với lại câu chuyện của Muhammad Ali ở trên. Có nghĩa là bạn làm một cái việc gì đó rất nhiều, tới mức bạn không đếm nổi nó nữa, nhưng bạn biết là bạn đã làm nó nhiều lắm, bạn đã nhức đầu với nó nhiều lắm, bạn đã stress với nó nhiều lắm. Và hỏi chung chung thì bạn không biết, nhưng mà hỏi cụ thể thì à tôi biết à, hỏi trúng cái mã nào tôi biết à. Đó là sự tích lũy, đó là sự cố gắng, đó là sự nỗ lực hàng ngày, vất vả hàng ngày, và mình biết ngày mai mình sẽ làm tiếp việc đó, tháng sau mình sẽ làm tiếp việc đó. Và mình tự tin chỉ đơn giản là vì mình đã làm nó quá nhiều, và cái sự tự tin đó nằm trong máu mình luôn, chẳng đi đâu cả. Đó là một tinh thần. Thế thì thật buồn cười, nhưng Warren Buffett và Muhammad Ali lại giống nhau cực kỳ cái điểm này. Họ chẳng đếm gì cả, và họ chỉ biết là họ làm hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày. Đó là lý do tại sao mà có một cái giai thoại về Warren Buffett, về cái việc một ngày ông rất cố gắng để ông đọc 500 trang tài liệu. Tại vì sao tôi vừa nói các bạn rồi đó, cái cỗ máy chiến thắng Warren Buffett là một cái cỗ máy chạy bằng cơm, chẳng có một cái công thức bí truyền nào cả. Bỏ thật nhiều thời gian công sức, phân tích, thao tác thật nhiều. Và đến một giai đoạn bạn trở thành một chuyên gia. Và khi bạn biết được, à tôi đã xem quá nhiều rồi, tôi trải qua quá nhiều cơn đau đầu với nó, và ngày mai tôi sẽ xem tiếp, tháng sau tôi sẽ xem tiếp, và tôi cảm thấy càng ngày mình càng giỏi hơn, chỉ đơn giản vì mình đã làm quá nhiều. Thế thì, wow, lúc đó bạn đã chạm ngưỡng thành công rồi đó. Và bản thân tôi cũng gặp rất nhiều nhà đầu tư, họ đi theo cái con đường y như Warren Buffett. Họ hay nói theo cái câu mà tôi để trong ngoặc kép, vui vui chút xíu các bạn, ngôn ngữ ngoài đời mà. Họ bảo là anh đích tình bố con thằng nào, tự anh kiểm chứng. À, nhà đầu tư bản lĩnh là như vậy. Và những cái người đó họ tự đi tới công ty họ khảo sát, họ đi tới dự án họ khảo sát, họ tự mua hàng về họ khảo sát, họ tự xem báo cáo tài chính. Công việc hàng ngày của họ là đọc xem, hoài luôn. Và đến một giai đoạn những chiêu trò cái gì họ cũng biết cả. Nhưng mà thực ra có một cái điều thú vị như thế này nè. Nếu mà bạn xem xét thẩm định công ty á, đến một số lượng nào đó nhất định thì bạn sẽ thấy là rất nhiều công ty nó giống giống nhau. Và bạn đã có thể phán đoán về những công ty đó mà không cần xem kỹ. Đó là cái kỹ năng tuyệt vời của bạn khi bạn xem quá nhiều. Giống như bây giờ bạn chơi nhạc cũng vậy. Thời gian đầu bạn sẽ cần đánh từng bài đúng không? Nhưng mà bạn đánh quá nhiều rồi thì đến một giai đoạn bạn nhìn lướt qua cái bài đó bạn cũng biết cách đánh rồi. Thì càng ngày bạn càng giỏi hơn là như vậy. Chứ không phải cả đời bạn phải xem xét từng cái đâu. Chỉ đơn giản là bạn xem xét quá nhiều thì đến một giai đoạn bạn cực giỏi và bạn giống như có một cái giác quan thứ 6 vậy đó về cái việc bạn đang làm và khả năng thành công của bạn rất cao. À, đôi khi người ta cứ thích đi một cái con đường tắt, nhưng mà tôi báo các bạn nghe một câu chuyện buồn nè. Cái người mà lúc nào cũng muốn đi đường tắt á, rất có thể là cái người không thể thành công nổi. Tôi nói thiệt, ai vào một cái lĩnh vực nào cũng muốn nhanh, cũng muốn sướng, cũng muốn cào hốt của người ta ăn nó lẹ. Nhưng mà các bạn biết đó không phải là những người thành công. Đó là những người thiếu kiên nhẫn, những cái người không yêu công việc, không thích làm việc mà chỉ muốn cái thành quả. Thì làm sao mà thành công được, không đi tới đâu rồi các bạn. Thiệt, trừ khi bạn là thiên tài, nhưng mà khi mà chúng ta nói tới cái chữ thiên tài, điều đó đồng nghĩa với cái việc chúng ta nói với cái xác suất cực thấp. Mà thấp tới mức không phải mấy phần trăm thì thôi vứt luôn đi, tính làm chi trong cuộc sống. Mình hãy nói tới câu chuyện 99% đi. Thì 99% ở cuộc sống này, muốn thành công thì hãy học theo Ali, hãy học theo Warren Buffett.
tóm lại bạn muốn làm cái gì, hoạt động bạn muốn làm là cái gì, hãy chăm chỉ làm nó hàng ngày. Nhiều tới mức mà bạn chẳng nhớ chính xác là bạn đã làm bao nhiêu. Bạn chỉ biết bạn làm rất nhiều. Nhưng đừng có giỡn nha, hỏi từng cái chi tiết cụ thể thì bạn biết à. Hay là hay chỗ đó các bạn ha. Nếu bạn có được cái điều đó, tin tôi đi, bạn sẽ thành công. Tôi chưa từng thấy ai thành công ở trong cuộc sống này mà thoát khỏi cái điều mà tôi vừa nói cả. Nói thật các bạn, có những người đầu tư bất động sản mà tôi thấy á, các bạn biết họ đi coi đất riết mà cái da của họ đen thui luôn, nắng cháy, tức là họ xem rất nhiều rồi. Và nói tới một cái khu đất nào đó, tôi nói thì các bạn, ngõ ngách thóc hẻm không có cái ngõ nào họ không biết cả. Họ xem nhiều tới như vậy đấy. Hỏi họ là anh xem tổng cộng bao nhiêu miếng đất rồi, thì họ sẽ trả lời thôi rồi, tao không biết đâu mày ơi. Nhưng mà hỏi anh biết cái miếng mà ngay chỗ cái góc ngã ba ngã tư không? À cái miếng đó tao biết. Cái miếng mà lúc sâu ở trong cái cuối hẻm hẻm cục anh biết không? À tao biết, tao có rồi. Câu chuyện là như vậy đó các bạn. Bạn mà có cái đó, bạn sẽ thành công thiệt. Vậy thì tới cái thời điểm này, chúng ta tạm gọi là ôn lại chút xíu ha. Thế thì công thức thành công, cái thứ tạo ra cái cỗ máy thành công là gì? Đó là một cái cỗ máy thành công chạy bằng cơm. Cỗ máy thành công chạy bằng cơm, chứ nó chẳng phải chạy bằng một cái phép màu nào cả. Kể cả Warren Buffett cũng đã từng nói, khi mà người ta hỏi ông tại sao những cái quy tắc của ông quá đơn giản như vậy mà ít người thành công vậy, thì ông trả lời là tại vì không có thằng nào muốn làm giàu chậm cả, thằng nào cũng muốn làm giàu nhanh. Mà gấp rút kiểu như vậy thì không thành công nổi ha. Hãy nhớ thành công là một cái quá trình cần thời gian, và nó chạy bằng cơm. Nó chạy bằng cơm chứ không phải nó chạy bằng phép màu. Sẽ có những lúc bạn chán vô cùng, sẽ có những lúc bạn đau đớn vô cùng, sẽ có những lúc bạn nản vô cùng. Vì hết thử thách này nó lại sinh ra thử thách khác. Nhưng cứ chạy, cứ ráng liên tục, làm thật nhiều. Trăm hay không bằng tay quen mà làm thật nhiều, bạn sẽ giỏi nó. Và bạn giỏi nó thì bạn sẽ thành công với nó. Quy luật muôn đời là như vậy các bạn. Tôi cố tình tôi lấy hai cái hình ảnh từ những người ở phương Tây để tôi chứng minh cho các bạn. Nhưng cuối cùng hết tôi lại quay trở lại một cái triết lý phương Đông, triết lý của ông bà ta. Trăm hay không bằng tay quen. Làm riết đến một giai đoạn liếc phát là biết cái đó là cái gì. Thì lúc đó là giỏi. Chỉ đơn giản thế thôi. Đương nhiên cái câu chuyện làm sao để chúng ta giữ cái ý chí, giữ cái sự quyết tâm, cái tinh thần mà tôi nói hơi thậm sưng chút xíu, tinh thần chiến binh, làm sao giữ được cái điều đó rất quan trọng. Thế thì ở cái phần cuối này tôi tặng các bạn thêm một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này từ cái anh diễn viên tên là Will Smith. Will Smith quá nổi tiếng rồi đúng không? Thế thì Will Smith có một cái bài học về cái tinh thần vươn lên trong cuộc sống này rất là truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Và cái câu này tôi nghĩ là các bạn nên ôn lại, xem lại, nghe lại hàng ngày đi. Tại vì nó nói lên cái tinh thần của một cái người muốn thành công, muốn nỗ lực vượt qua số phận của mình để đạt được tới một cái điều gì đó. Ha. Thế thì Will Smith nói cái điều này. Điều khác biệt duy nhất của tôi chính là cái việc tôi không sợ chết trên máy chạy bộ. Không ai chăm chỉ bằng tôi. Bạn có thể tài năng hơn tôi. Bạn có thể thông minh hơn tôi. Bạn có thể hấp dẫn hơn tôi. Bạn có thể giỏi hơn tôi cả 9 tiêu chí. Ok. Nhưng nếu chúng ta cùng tập trên máy chạy bộ, có hai điều sẽ xảy ra. Hoặc là bạn sẽ dừng lại, hoặc là tôi sẽ chết. Điều ấy thật đơn giản phải không? À, đó là câu trả lời của Will Smith. Có nghĩa là Will Smith thừa nhận, ok, có thể tôi không tài bằng bạn á, có thể tôi không ngon bằng bạn á, nhưng cái chí của tôi đố bạn chơi lại. Bây giờ tôi với bạn lên máy chạy bộ đúng không? Thì chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi. Một là bạn thấy tôi lì quá, bạn bỏ cuộc sớm, bạn thua sớm. Còn nếu mà bạn vẫn là người bản lĩnh đúng không? Bạn vẫn chạy với tôi tới cùng đúng không? Bạn sẽ thấy tôi chết trên máy chạy bộ. Có nghĩa là sao? Tôi sẽ chạy tới hơi thở cuối cùng. Đó là cái tinh thần chiến đấu của tôi. Đây, đó là một bài học tuyệt vời đấy. Để chúng ta quay qua và nhìn lại cuộc sống của mình. Hỏi các bạn ơi, các bạn đang làm việc gì vậy? Các bạn đang muốn khởi nghiệp, các bạn đang muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, các bạn đang muốn trở thành một YouTuber, các bạn đang muốn ấp ủ một cái điều gì vậy? Hãy giữ cái tinh thần. Hôm nay tôi chạy, sáng nay tôi chạy, trưa nay tôi chạy, chiều nay tôi chạy, ngày mai tôi chạy tiếp. Tôi chạy hoài luôn. Tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tới một giai đoạn, cái việc này quá dễ với tôi. Tôi có cảm giác tôi làm rất nhiều rồi. Tôi chẳng đếm nó nữa, nhưng tôi biết mình đã trải qua rất nhiều đau khổ với nó. Cái giây phút đó bạn tin tôi đi, bạn nên vui vì cái giây phút đó. Tại vì thành công nó sắp tới rồi. Đột nhiên tôi nhớ lại cái giai đoạn mà tôi làm video cũng vậy. Tôi làm quá nhiều video luôn mà nó không đi tới đâu cả. Vì tôi không chỉ bị tra tấn bởi cái thể xác khi mà làm video. Để tôi nói các bạn nghe, tra tấn thể xác khi làm video là sao? Mình phải dựng, phải cắt. Đó là những công việc rất là nhàm chán các bạn. Và giai đoạn ban đầu đâu có ai dạy mình đâu, mình phải tự mày mò hết. Và mình làm bằng một cái máy tính rất là dởm. Mình phải ngồi mình dựng từng giây, từng giây, từng giây. Cái thời đó tôi mất một tuần để dựng một cái video dài 3 cho tới 5 phút.
một tuần bỏ thật nhiều thời gian ngồi muốn cong lưng luôn để làm một cái video dài từ 3 tới 5 phút. Nhưng mà cũng may được cái tôi lì, tôi làm riết tôi quen các bạn, và cái tốc độ làm của tôi nó nhanh hơn, và tôi vượt qua được cái sự tra tấn về mặt thể lực. Nhưng còn cái sự tra tấn về mặt tinh thần nữa. Tại vì các bạn sẽ thường xuyên rơi vào cái việc bị bí ý tưởng. Đôi khi cái người bạn nó khỏe nhưng mà cái đầu bạn không làm việc được. Bạn sẽ phải liên tục suy nghĩ về cái thứ cần làm. Bạn sẽ phải đào trong ruột của các bạn xem bạn biết cái gì để có thể chia sẻ, đúng không? Và đến một giai đoạn nào đó, bạn sẽ cảm thấy mình chẳng còn gì để nói nữa. Cái thời đó là như vậy đó. Mình nói cái gì tiếp đây? Đó là sự tra tấn về mặt tinh thần. Rồi chưa hết, boss lên không ai xem, thất bại là một sự tra tấn về mặt tinh thần. Và cái sự tra tấn về thất bại này nó xảy ra hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày luôn. Đến một giai đoạn sau nó mới thành công. Còn giai đoạn đó, boss lên là không ai xem, boss lên là không ai xem. Đến một lúc mà tôi phải từ bỏ luôn cái gọi là view, chẳng cần quan tâm ai xem nữa. Mình cứ làm hết sức có thể của mình thôi. Vậy mà thành công nó tới. Thì bây giờ vô tình nhìn lại thì mình lại vô thức học theo Ali, học theo Warren Buffett, học theo Will Smith. Có nghĩa tôi chỉ cắm đầu tôi làm thôi. Tôi vượt qua sự tra tấn về mặt thể xác, vượt qua sự tra tấn về mặt tinh thần. Cứ làm tốt nhất có thể lúc đó, học hỏi liên tục, làm ra cái mới tốt nhất có thể lúc đó. Thế là đến một ngày nào đó nó nở hoa. Vậy thôi. Cổ máy thành công nó chạy bằng cơm, chứ nó không chạy bằng phép màu. Ha. Hy vọng là cái bài bữa nay đã mang đến cho các bạn được những cái câu chuyện rất thật và có thể truyền cho các bạn một cái động lực nào đó. Đừng có đi đường tắt nữa. Nhớ dùm cái câu của ông bà mình, trăm hay không bằng tay quen. Làm thật nhiều rồi, cái đầu của các bạn giống như là có cái giác quan thứ 6 vậy đó. Bạn sẽ biết cái gì làm thành công hay không. Thiệt, giống như một cái người mà trùm bất động sản. Đi ngang cái khu đó, liếc phát thôi là biết cái miếng này ngon hay xấu liền. À, giống như những cái người làm trong công tác sáng tạo, agency này nọ, ý tưởng của họ đâu mà nhiều vậy. Tại vì họ làm rất nhiều rồi. Họ ngửi phát họ biết là à, ý tưởng này hay, có thể thành công đấy. Đấy, câu chuyện là như vậy. Thôi, cái bài kỳ này cũng khá dài rồi ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ngồi và nghe tôi nói. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ha. Chúng ta sẽ tạm chia tay nhau. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào tuần sau, 7 giờ tối thứ 7 trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Bye bye.